Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 22 tháng 12 năm 2023 Hôm nay thì các bạn thấy là V-League của chúng ta cực kỳ bất ngờ Đúng không ạ, Công an Hà Nội đã bất ngờ thua rất sốc trên sân của Khánh Hòa Một đội Khánh Hòa vừa mới có một ban huấn luyện mới Và ban huấn luyện này là cực kỳ trẻ Một đội bóng nhà giàu, một nhà đương kim vô địch Một đội bóng mà có đầy đủ mọi thứ Nhưng cuối cùng đã thua trước một đội bóng Không có bất cứ một cái gì được cho là ưu điểm trong cuộc cạnh tranh À, trong trận đấu ngày hôm nay, ngoài điều kiện về thời tiết, Bùi Hoàng Việt Anh đã ghi bàn như một tiền đạo đích thực nhưng cuối cùng cú trượt ngã của anh cũng đã góp phần khiến cho câu Hà Nội đã bị thua ngược. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội cũng đã bị dẫn trước bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và cuối cùng chỉ có nhờ bàn thắng phải nói là cũng rất là cố gắng của Hà Nội FC, họ mới có được một à, trận hòa một đều. Và ngày hôm nay đặc biệt huấn luyện viên Popop sau trận thua trước Becamex Bình Dương ông đã nói rằng bkm bình dương cũng là một ứng cử viên cho chức vô địch nhưng mà hôm nay chắc chắn câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục với huấn luyện viên công âu kun mình cho rằng công an hà nội đã thua và nó khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên công âu kun đang bị trao đảo một cách dữ dội và chắc chắn là trong những ngày tới đây mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan đến những cái diễn biến diễn tiến của câu lạc bộ công an hà nội liệu huấn luyện viên uh, mano polking có phải cắt ngắn nghỉ, kỳ nghỉ của mình để sang Hà Nội sớm hay không? và huấn luyện viên Ngô Cun liệu có còn tại vị hay không? cái này thực sự rất khó nói và mình sẽ còn cập nhật cho các bạn ở phần sau của chương trình. À, trận đấu đầu tiên mình à, xin phép là chia sẻ với các bạn, bạn à, Trần Tiến nói là lại công an Hà Nội. thì bây giờ công an Hà Nội có thể họ sẽ họ sẽ thay tướng và thậm chí là có thể họ sẽ thay, thay tướng ngay vào đêm ngày hôm nay. thì theo các bạn thì chúng ta có làm về công an Hà Nội hay không? Và khi nói đến công an Hà Nội thì chúng ta sẽ phải nói đến câu lạc bộ uh, Khánh Hòa. Khánh Hòa hôm nay huấn luyện viên Trần Trọng Bình mới tinh. Uh, trợ lý của anh ấy là Lê Tuấn Tài, là Tấn Điền hay là một trường hợp mà chúng ta đang nói rất nhiều là không biết là câu lạc bộ Khánh Hòa có chơi được ở V-League 2023 2024 hay không. Bởi vì là có quá nhiều những cái vấn đề liên quan đến tài chính, những cái vấn đề uh, liên quan đến nhân sự. Nhưng ngày hôm nay Đấy, chúng ta đã thấy bóng đá nó hay ở cái chỗ là gì không phải anh cứ mạnh anh cứ nhiều ngôi sao anh cứ nhiều tiền là anh sẽ thắng và ngày hôm nay thì khánh hòa đã chứng minh cho chúng ta thấy là một câu lạc bộ có thể là không có bất cứ một yếu tố gì vượt hơn so với đối thủ vẫn có thể giành chiến thắng các bạn thấy là câu lạc bộ à, khánh hòa ngôi sao thì không có tiền bạc thì đang rất là hạn chế à, một ba đấu luyện mới tinh vừa trẻ phần lớn họ là những người lần đầu tiên cầm quân ở v league và cũng xin đưa với các bạn là hôm nay công an Hà Nội tất cả binh hùng tướng mạnh đều ra sân và ban lãnh đạo nhà tài trợ đều vào trong đấy để xem nhưng cuối cùng thì đội bóng này đã thua. Trưa ngày hôm nay thì mình có nói với các bạn về cái chuyện là hai chiếc ghế đang cực nóng. Đó là chiếc ghế của huấn luyện viên Công Ngô Cun và huấn luyện viên Kia Sắc. Nhưng mình nghĩ là cái ghế của huấn luyện viên Công Ngô Cun nó sẽ nó sẽ nóng hơn. Đó, bởi vì là chúng ta cũng biết là Huấn luyện viên Cầu Vô hiện nay đang thay đổi rất nhiều thứ và sự thay đổi này của ông khiến cho câu bộ Công an Hà Nội đang mất đi cái sự ổn định và mình nói thật luôn là với một đội bóng như Công an Hà Nội mà làm không tốt thì chắc chắn là cũng không biết trách ai nữa rồi. Đấy, và ngày hôm nay chúng ta biết là uh, Nguyễn Quang Hải đã có một đường truyền rất hay cho Bùi Hoàng Việt Anh từ sân nhà chạy lên khống chế bóng bằng chân phải sau đó là kéo quả bóng sang chân trái và dứt điểm như một tiền đạo đích thực nhưng vì sân trời mưa sân chân bóng ướt cho nên là một cái pha phá bóng của chính bùi hoàng việt anh thì bạn ấy lại bị trượt ngã và cuối cùng thì nó không khác gì một tình huống biếu cho tiền đạo của câu lạc bộ khánh hòa và bàn gỡ hòa đã được tạo ra từ đó và sau đó thì à, bên phía câu lạc bộ à, khánh hòa họ không có họ không có ý định là chơi phòng ngự và họ đã tấn công khá là mạnh mẽ để rồi và họ lại có bàn thắng thứ hai Một bàn thắng từ pha đột phá Mình nghĩ là tình huống này thì cũng không thể nào trách bất cứ một ai được à, Tình huống này là cái hàng phòng ngự của công an Hà Nội đã để quá hư anh Để cho bạn Lee ly rớt Bạn ấy đã có một pha sút bóng vào góc gần Nhưng mà ở cái tình huống đấy thì mình nghĩ là Philip Nguyễn cũng không thể đẩy rồi và cuối cùng là câu lạc bộ Công An Hà Nội đã thua và vì Công An Hà Nội thua chứ là mình nghĩ là mình sẽ nói đến Công An Hà Nội đầu tiên. Đơn giản bởi vì là họ hoàn toàn có thể thay tướng. Đấy và như mình đã từng chia sẻ với các bạn theo lịch thì huấn luyện viên Mano Polking sẽ à, nghỉ hết cái Giáng sinh và hết cái Tết Dương lịch ở Brazil quê hương của ông. Nhưng hiện nay thì mình cũng chưa biết là liệu câu lạc bộ Công An Hà Nội có triệu tập ông uh, Mano Polking sang sớm hay không nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là đã đến lúc mà lãnh đạo câu lạc bộ phải đưa ra quyết định mình tin là trong thời gian ngắn tới đây chúng ta sẽ có thông tin về câu chuyện này thực sự là huấn luyện viên manopolking đã đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy uh, nó có một cái gì đấy nó chưa phù hợp mình thì uh, mình cũng nói với các bạn rồi huấn luyện viên công ngô Cun là một người giỏi Đó, là một người đã từng giúp cho giúp cho câu lạc bộ uh, các câu lạc bộ ở Hàn Quốc cũng như là những đội bóng ông làm có được những cái dấu ấn rất là lớn. Ông cầm đội U23 Việt Nam của chúng ta ngay lập tức tạo ra một cái sự khởi sắc. Nhưng mà hiện nay ở Công an Hà Nội thì nó đang không ổn. Như vậy là Công an Hà Nội đã chơi đến bây giờ là đúng 5 trận dưới triều đại của huấn viên Gong Okun. Trong đấy chỉ có một chiến thắng duy nhất ở quốc quốc gia trước Hoàng Anh Gia Lai. Và họ đã bị thua hai trận với tỷ số 3-1 trước Hải Phòng và tỷ số 2-1 trước Khánh Hòa. Họ có hai trận hòa, trận hòa Nam Định với tỷ số 2 đều và trận hòa Quảng Nam với tỷ số 0 đều. Trận hòa Quảng Nam thì mình nghĩ là là Công an Hà Nội cũng có lý có lý do để tiếc nhưng mà Quảng Nam thì họ cũng tiếc rất tiếc. Đấy, đặc biệt là tình huống mà bóng đập vào khung thành. Như vậy là ở V-League là huấn luyện viên uh, Ngô đã À, cầm quân tổng cộng 4 trận mà chưa biết mùi chiến thắng với hai trận hòa và hai trận thua à, mình tin là cái kết quả này nó không phải là kết quả tốt và lãnh đạo của câu lạc bộ thì đương nhiên là không bao giờ cảm thấy hài lòng công an hà nội sau trận thua này đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 à, sau sau 7 trận đấu mà mới chỉ có được có 9 điểm và cũng xin được chia sẻ với các bạn luôn là cái những cái vị trí này nó còn có thể thay đổi nếu ngày mai Viettel mà giành chiến thắng thì họ hoàn toàn có thể nhảy lên đứng trên công an Hà Nội, tức là đẩy công an Hà Nội xuống vị trí thứ 9. Đây là một cái kết quả rất không tốt và mình tin là công an Hà Nội họ sẽ có những cái tính toán. Mình biết là lãnh đạo của công an Hà Nội phải nói là là những người rất quyết đoán. Và khi họ quyết đoán thì có nghĩa là mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Và mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn là tại sao khi mà câu câu bộ công an hà nội đã ký hợp đồng với luyện viên Kun rồi nhưng mà vẫn giữ lại huấn luyện viên mano polking thì ngày hôm nay chắc là các bạn cũng sẽ hiểu à, ngày hôm qua mình có nói chuyện với một người em một người em cũng đã từng làm ở bà rịa vũng tàu thì có chia sẻ với mình là cứ khi câu lạc bộ thành phố hồ chí minh hồi còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên mano polking mà xuống bà rịa bà rịa vũng tàu để đá giao hữu thì anh ấy có nghiên cứu và anh vừa nói rằng là Huấn viên uh, Mano Pulking có cái triết lý bóng đá rất là hay Tất nhiên là người trong cuộc thì họ nói như vậy Đấy, Nhưng mà cái độ phù hợp thì mình cũng chưa biết nó sẽ là như thế nào Nhưng thật sự mà nói là đến bây giờ Mình uh, có lẽ là chúng ta có thể hướng đến uh, Một cái uh, đợt thay đổi huấn luyện viên nữa của đội công an Hà Nội Ngày hôm nay thì uh, còn có một trận đấu nữa Một trận đấu này mà mình nghĩ là cũng rất là hay Đó là uh, trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Thanh Hóa thì uh, cái bàn thắng của võ minh trọng mình nghĩ là đây cũng là một bàn thắng khá là may mắn uh, từ tình huống đá phạt võ minh trọng câu vào trong uh, rất là nhiều cầu thủ lố nhố băng lên để đánh đầu nhưng không ai đánh đầu chúng thì quả bóng này cuộn vào góc xa và ghi bàn thắng duy nhất cho câu lạc bộ becamex bình dương trước câu lạc bộ thanh hóa một trận đấu mà mình tin là cả hai đội đều có lý do để cảm thấy tiếc nuối uh, đặc biệt là uh, thanh hóa thanh hóa ngày hôm nay thì thực sự là họ không may mắn mình nghĩ là như vậy và với bàn thắng của võ minh trọng thì uh, câu lạc bộ uh, câu lạc bộ uh, BKMX bình dương hiện nay đang bứt phá họ đang bứt phá ở một cái vị trí rất là cao bình dương đá 7 trận và hiện nay có 16 điểm hơn 3 điểm so với câu lạc bộ nam định nam định thì uh, ngày mai sẽ đá gặp hoàng gia lai mình nghĩ là họ sẽ dễ dàng giành chiến thắng thôi uh, thì uh, nam định sẽ bắt kịp với bình dương trong khi đó thì thanh hóa đã bị bỏ lại phía sau À, các bạn cũng biết là thanh hóa à, ngày hôm nay thì à, họ đã bị thua và họ thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp chứ là cái khoảng cách đã bị nới rộng từ 3 từ một điểm lên đến thành 4 điểm rồi đó thì à, đây cũng là một cái à, rất là may mắn cho bên bình dương và nó cũng là một điều khá là tiếc nuối cho câu lạc bộ thanh hóa ở trận đấu à, rất là kịch tính trên sân à, thống nhất thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 bằng bàn phản lưới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Như vậy là cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Như vậy là kể từ khi cầm quân đến nay thì từ trận gặp Nam Định đúng không ạ, ở cũng quốc gia thì anh Phùng Thanh Phương đã giúp cho câu lạc bộ có được những chiến thắng rất quan trọng. Đó là chiến thắng trước câu lạc bộ Theo với tỷ số 2-0 đó là chiến thắng trước câu lạc bộ sông lam nghệ an với tỷ số một 0 và sau đó là kẹp giữa hai trận đấu này đó là hai trận hòa hòa hải phòng với tỷ số một đều và hòa thanh hóa với tỷ số một đều các bạn thấy là thành phố hồ chí minh nếu mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy họ đang thực sự là một đối thủ rất là khó chơi Đấy, các bạn thấy là Viettel một đội bóng rất là mạnh như vậy mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng thắng được. Còn Hải Phòng các bạn biết là luôn luôn là đối thủ cực kỳ khó chơi của bất cứ đối thủ nào nhưng mà họ cũng đã hòa và họ cũng đã hòa với câu lạc bộ Đồng á Thanh Hóa trong một cái thế trận mà các bạn cũng biết là đuổi bắt về tỷ số và thực sự thì cái mà mình nghĩ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ cần đó là sự ổn định và đến bây giờ thì mình tin là ban lãnh đạo cũng sẽ không còn nghĩ đến chuyện thay tướng ít nhất là trong giai đoạn này các bạn thấy vòng đấu ngày hôm nay như nào ạ mình thấy là toàn những trận đấu rất là hay phải nói là những trận đấu rất là tuyệt vời bây giờ chúng ta sẽ nói một chút liên quan đến trận hà nội à, mình nghĩ là trận hà nội thì thật sự là bây giờ hà nội đang phải nói sao kìa bây giờ hà nội đang rất là mong manh ngày hôm nay thì à, rất nhiều cầu thủ quan trọng cũng đã à, phải thay ra kể cả là đội trưởng văn quyết và mình thấy là hôm nay cái hình ảnh có lẽ là à, đáng nói nhất ngày hôm nay mình nghĩ là nó là cái hình ảnh mà mẹ của thành trung ngồi ở trên khán đài và đã cầu nguyện khi con mình bị chấn thương. Thực sự mà nói là mình cảm thấy Hà Nội bây giờ đang quá là mong manh, đang rất rất là mong manh. Hùng Dũng đã trở lại, đã thi đấu rồi nhưng mà chúng ta thấy là cũng sẽ rất là khó. Đấy, ngày hôm nay phải nói là câu lạc bộ Hà Nội đã bộc lộ khá là nhiều những cái nhược điểm. Có lẽ là với màn trình diễn như thế này thì mình nghĩ là câu lạc bộ Hà Nội FC cũng sẽ rất là khó để cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải năm nay. bạn Văn Thoảng Trinh có nói là sao cháu không nói về trọng tài à, chú hỏi về trọng tài nào thì cháu trả lời về trọng tài đấy bởi vì là thực ra vòng này cháu không thấy có vấn đề gì về trọng tài bạn Nguyễn Đức Bền có nói là chất lượng sân 19 tháng 8 kém quá nói thật luôn là chất lượng trận đấu này chất lượng mặt sân thì nó quá kém luôn hôm nay có nhiều cái khu vực mà nhất là khu vực giữa sân các bạn nhìn thấy nó mọc trựa nó là nó trơ đất ra chả có một tí cỏ nào Thực sự là nếu mà hình ảnh mà như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ kéo tụt chất lượng của các trận đấu xuống và nhìn trông nó thật sự là rất là bê tha. À, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm một chút nữa về cái cách nhìn nhận của đội tuyển quốc gia sau cái loạt trận ngày hôm nay. Mình nghĩ là khi mà Quế Ngọc Hải vẫn chưa thể trở lại và huấn luyện viên Philip Chu vẫn đang phải cố gắng là tìm ra một cái giải pháp để sẵn sàng à, dự bị cho cuối Ngọc Hải thì mình nghĩ là nếu mà Bùi Hoàng Việt Anh thì ngày hôm nay bạn đấy cái tâm lý của bạn đấy ngày hôm nay cũng sẽ là một vấn đề Bùi Hoàng Việt Anh ngày hôm nay ghi bàn rất là tốt nhưng mà sau đó thì trở thành tội đồ đấy và ngày hôm nay thì võ Minh Trọng cũng đã ghi bàn mình nghĩ là huấn luyện viên Philip Chu cũng sẽ cảm thấy hài lòng Quang Hải ngày hôm nay cũng đã có một kiến tạo nói tóm lại là nhìn từ đội tuyển quốc gia thì mình thấy là 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 màn trình diễn của các cầu thủ hiện nay là đang khá là tốt. Hùng Dũng cũng đã trở lại rồi. Đấy cũng là một tín hiệu rất là mừng cho huấn luyện viên Philip Chu C trong cái bối cảnh mà các bạn biết là cái uh, cơn bão về chấn thương nó đang quét ngang các đội bóng và có những cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ cho Asian Cup. À bạn Skylark 403 có nói là công an Hà Nội mấy trận gần đây đá rời rạc và quá vội vàng thua là đúng rồi. Thực ra không phải tự nhiên mà trưa ngày hôm nay mình có nói với các bạn về huấn luyện viên Công Ngô Kun và mình cũng không mình cũng không ngại gì để mà nói cái việc là lãnh đạo câu lạc bộ này cũng phải tính toán rất là nhiều Đại Quang Trần người đó là phải nối nguyên nhân, phải nói nguyên nhân câu lạc bộ Công an Hà Nội thua một phần là do chất lượng mặt sân quá tệ. VFF có thể nào đưa ra quy định về chất lượng mặt sân để tham dự V-League không? Chắc chắn là có. Mình nghĩ là cái mặt sân ngày hôm nay nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lối chơi của câu lạc bộ Công an Hà Nội và nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, mình tin là như vậy. Đấy. Còn mình đang nói dở là huấn luyện viên Popop cũng đã nói về việc là huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cùng với BKM Bình Dương bây giờ đang chơi rất là khó chịu và có thể đây sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch. Thật sự lúc đầu mình cũng không nghĩ là Bình Dương có thể chơi tốt được như thế đâu. Nhưng mà thực sự là họ giải quyết được khá nhiều các trận đấu. Thật sự là với công an Hà Nội thì mình nghĩ là vấn đề lớn nhất hiện nay đang là cái phong cách của ông Gong Ngô Cun. Ông bây giờ ông đang áp đặt cái tôi vào. Và cái tôi này thì nó đang không quen với các cầu thủ. Mình nghĩ là thay đổi là cần thiết Nhưng mà nếu mà thay đổi Một cách nó quá là nhanh Và nó mang tính áp đặt thì sẽ cực kỳ khó Mình thì uh, đang chờ Xem xem là Có thông tin gì liên quan đến huấn luyện viên công không Mình nghĩ là sẽ rất là khó Trước đây mình có nghe một ai đó nói rằng là huấn luyện viên Công Okun khả năng là sẽ làm khoảng từ 5 trận thôi. Mình cũng cảm thấy là cũng hơi hơi có vấn đề gì đó. Đấy và đấy cũng là lý do vì sao trưa ngày hôm nay mình cũng đã làm về huấn luyện viên Công Okun. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá. Hôm nay uh, Mr. Cường em mới đi lao động Hàn Quốc nhưng vẫn luôn theo dõi anh Minh Hải live, cảm giác như ở quê nhà vì vẫn được nghe âm thanh quen thuộc. Em chúc anh Hải và khán giả luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Cảm ơn Mr. Cường. Chúc uh, Mr. Cường cũng như là các kiều bào Việt Nam chúng ta sống ở khắp nơi trên thế giới luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn bình an, luôn luôn thành công và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá. Ở đây các bạn đang hỏi về cái chuyện là tại sao VFF không có quy định về chất lượng mặt sân để tham gia V-League nhưng sân kém không nên cho tổ chức. Thực ra cái sân này nó kém là bởi vì ngày hôm nay nó mưa các bạn ạ. Nó mưa thì nó thì nó khó. Thực ra cái điều kiện thời tiết như vậy thì nó cũng thật sự là cũng khó lắm. mình nghĩ là huấn luyện viên cơ cun sẽ lành ít dữ nhiều mình nghĩ là cái 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 có lẽ là khi nào mọi thứ nó diễn ra xong xuôi thì mình sẽ kể cho các bạn sau vậy bạn vũ minh hiếu có nói là hà tĩnh hôm nay gọi liệu mai hoàng gia lai có trả lời được không mình nghĩ hoàng gia lai sợ là không đứng vững được trước nam định đâu nam định thực sự là họ quá mạnh à, nguyễn nguyên có nói là đặng trần chỉnh về bình dương đúng rồi Uh, nhân vật này đã trở lại nhưng mà làm ở thượng tầng chứ không phải là làm ở câu lạc bộ. Bạn uh, Thành Trần Thị của nó là từ Ma Cao xin chào em Minh Hải, em chào chị. Cao Vũ cho Minh Hải một like đi mọi người ơi, đúng rồi. Các bạn ai chưa like thì các bạn nhớ like cho em, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho em nhá. Hôm nay thì uh, Minh Hải xin phép là cũng sẽ chỉ chia sẻ với các bạn qua 10 giờ một chút thôi. Các bạn uh, thông cảm vì uh, mình cũng muốn các bạn nghỉ ngơi để mai còn uh, Mai còn sẵn sàng đưa gia đình đi chơi hoặc đi đâu đó Hôm nay cũng là một ngày rất là nhiều sự kiện đúng không ạ Đấy và bóng đá thì luôn luôn là như vậy Còn đây là đông vn Một website luôn luôn đồng hành cùng với sức khỏe của mọi người Mình vẫn chia sẻ với các bạn về những cái sản phẩm rất là tốt Như là Yến Kiều Trưng Đông Trùng Hạ Thảo Các bạn biết là nó rất là khỏe Nó giúp cho cơ thể của chúng ta hồi phục những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe ví dụ như là những người đang điều trị uh, về uh, điều trị bệnh này hoặc là mới khỏi bệnh này, những người mà làm việc vất vả, những người lao lực này thì cái yến kiều Trưng đông trùng hạ thảo này cực kỳ tốt. Các bạn biết là yến sao lại còn trưng với đông trùng hạ thảo nữa thì nó tốt đến mức nào thì các bạn biết rồi. Nhưng mà chỉ dùng cho những người trên 12 tuổi thôi. Dưới 12 tuổi thì chúng ta sử dụng cái yến kiều kit để nó tối ưu cho cho cái hệ tiêu hóa của trẻ em. Bổ thận của dược quý đường đây là một cái sản phẩm dành cho quý ông Và sản phẩm này sẽ có một cái có một cái tác dụng kép Đây các bạn thấy hỗ trợ bổ thận tráng dương giúp tăng cường sinh lực Hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới Ở đây nó có cái tác dụng kép bởi vì ở đây có bạch tật lê Bạch tật lê là giúp cho chúng ta tăng hàm lượng testosterone trong máu Và nó đây chính là một loại hormone để kích thích cái ham muốn của đàn ông Đấy, nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo cao ba long ba kích và kỳ tử nó sẽ phối hợp với nhau để nó giúp cho cái ham muốn của chúng ta được thực hiện một cách tốt nhất cho nên là ở đây nó vừa giúp cho chúng ta thực hiện cái ham muốn một cách tốt nhất mà nó lại còn giúp cho chúng ta là thúc đẩy cái ham muốn này để chúng ta luôn luôn cảm thấy rất là tươi trẻ ngày uống hai lần mỗi lần từ 2 đến 3 viên các bạn nhớ dùng liên tục trong 3 tháng và duy trì mình quả quyết với các bạn là cái hiệu quả của nó cực kỳ bền vững Sung mãn tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Các bạn nhớ nhá, có một cái cụm từ mình chia sẻ với các bạn là bền vững nhờ cơ chế nội sinh. Nội là trong sinh là sinh ra là sinh ra từ bên trong là nó rất là bền vững đúng không ạ? Đấy là lý do vì sao chúng mình luôn nói là tốt từ gốc và bổ từ trong là như vậy. Ở đây còn có rất là nhiều những sản phẩm nữa các bạn. Đây là hộp xịt da men. Xịt da men này nó khác với cái xịt xịt da này nhá các bạn nhá. Cái này là xịt đã. Xịt đã là các bạn bị chấn thương hoặc là đặc biệt là trong những ngày lạnh lạnh như này này Các bạn bôi là rất là phù hợp Đấy, nó giảm chấn thương, giảm đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp Đấy, giảm chấn thương trong thể thao Còn cái xịt da men là cái thịt xịt da đen này này Thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cường cái gọi là kéo dài thời gian quan hệ Đấy, chúng ta cứ xịt thẳng lên cậu nhỏ Thế là nó có tác dụng ngay Đấy, các bạn nhớ nhá Ở đây còn rất là nhiều những sản phẩm Các bạn vào đông shop.vn để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877. Các bạn nếu mà có câu hỏi gì về sức khỏe hoặc là về những cái sản phẩm thì các bạn alo sẽ luôn luôn miễn phí tư vấn miễn phí cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Hòa Nguyễn Văn của nó là cái gì nói rồi thì đừng nói lại nữa Chứ có ai comment là Minh Hải Lại nói lại làm nghe thông tin Quá nhiều lần thấy nản lắm Ok Thế thì bây giờ mình lại xin phép các bạn thôi Tức là những cái câu hỏi nào mà mình đã trình bày thông tin rồi thì mình không trả lời nữa Hay là theo các bạn thì như thế nào Bởi vì không phải ai cũng xem được đủ Cho nên là khi các bạn đấy hỏi thì mình cũng muốn trả lời Chứ còn nếu không thì cứ thoải mái thôi mình cũng không muốn trả lời lại đâu nói thật bạn trung kiên nói là di cô thái đã bị bắt bài từ trước rồi đến mùa này đâu thừa đó hết lòng tin rồi các bạn cứ yên tâm là nếu như các uh, cái chất lượng cầu thủ của anh gia lai tốt anh kia thì xác lại đưa đội bóng lên đỉnh cao thôi bạn giơ uh, sát Thi có nói là ối giời ơi Khánh Hòa mà thậm chí không có hòa. Ông Gông sắp toang, mình nghĩ là như vậy. Bạn Thu Trần có nói là trả lời chứ. Bạn Thin Men có nói là em nghĩ Bùi Hoàng Việt Anh nên chơi đá dập hơn là vị trí trung vệ thòng mà huấn luyện viên Chu đang quy hoạch trên đội tuyển vì Bùi Hoàng Việt Anh hơi thiếu điểm tĩnh với những tình huống cần làm như vậy thì bớt rủi ro hơn. Thực sự mà nói là đến bây giờ sẽ rất là khó Bởi vì là đội tuyển bây giờ mình phải khẳng định luôn với các bạn Đội tuyển Việt Nam của chúng ta bây giờ đang rất thiếu trung vệ Bạn chuẩn đặng có nói là Ui ông công ơi là ông công ơi 4 trận Thua cả năm thì nói gì đây Bạn Nguyễn Phú Giang có nói là Minh Hải cho tôi hỏi Liệu có phải Zico muốn về Thái Lan để hợp với bà Marampang nên cố tình làm cho anh Gia Lai thua nhiều và thi đấu kém Thế không Minh Hải Em không bao giờ nghĩ anh kia đi sắc lại là người như thế Và chả có lý do gì để phải làm như vậy cả Bởi vì cực kỳ đơn giản Nếu mua muốn về chỉ cần nói với Bầu Đức một câu Mọi thứ sẽ xong xuôi Không cần thiết phải như vậy Và những huấn luyện viên ý, họ không bao giờ có cái suy nghĩ như vậy đâu Huỳnh Tấn Thông đó là Philip Nguyễn trận nào cũng bị thủng lưỡi, à, trận nào cũng bị thủng lưới trả lời bạn luôn là hôm nay cái tình huống hai bàn thua của Philip Nguyễn mình nghĩ là không đỡ được tình huống đấy thì thật sự là mình nghĩ là thủ môn không có lỗi đúng là thủng lưới đấy nhưng mà cái lỗi là lỗi của những người khác tình huống thứ hai mà ly uh, ghi bàn đấy đấy là do các hậu vệ đã không be kịp các bạn tưởng tượng là nó khoảng tầm 17 18 m mà vào những chân sút ngoại binh như thế cột gôn nó rộng như thế thì không thể đỡ được đâu các bạn ạ Bạn Định Ngô Văn nó là trận Khánh Hòa, công an Hà Nội trọng tài bỏ qua pha chạm tay của Khánh Hòa Nên công an Hà Nội thua đáng tiếc Dự đoán công an Hà Nội, Hà Nội, Việt Theo năm nay khó vô địch Thực ra mà nói thì uh, mình đã từng chia sẻ với các bạn rồi Các trọng tài ấy, họ có cái cách Họ có cái cách uh, Phân tích tình huống và giải thích về luật, nó rất là khác nhau Cho nên là mình nghĩ là ngày hôm nay câu lạc bộ công an hà nội đã không có sự đột biến bạn tài hữu hữu của nó là thủ môn có phong độ cao nhất của V-League hiện nay là trần minh toàn phải không minh hải mình đánh giá trần minh toàn khá là cao nhưng mà toàn không có danh trong danh sách đăng ký sơ bộ Cho nên bạn ấy sẽ không được gọi lên đội tuyển quốc gia lần này bạn Việt Nam tôi có nói là minh trọng mà chiều cao lý tưởng hơn chút nữa sẽ là ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Việt Nam thì rất là có nhiều cái nó cũng khá là lạ. Nếu mà một cầu thủ to cao ấy thì các anh ấy lại không khéo. Đấy, mà khi các anh ấy khéo rồi thì thường là các anh ấy sẽ rất là nhỏ. Cầu thủ Việt Nam là như vậy. Đấy ví dụ như là bạn Triệu Phạm Văn bạn hỏi Công Phượng sao rồi? Thì bây giờ mình cũng không biết là bạn đang hỏi về cái gì và mình cũng không biết là nên trả lời thế nào. Các bạn hỏi như thế này thì sẽ rất là khó. Mình nói thật là vừa rồi có một bạn comment ấy, mình cũng rất là đồng cảm với bạn đấy. Là mình không muốn lặp lại những cái thông tin mà mình đã chia sẻ rồi. Đấy nhưng mà hiện nay mình đang có một bài toán mình chưa biết giải thế nào. Là nếu mà không trả lời các bạn thì có thể các bạn vẫn không biết thông tin đó. Nhưng mà nếu mà trả lời thì có những người đã nghe thông tin đó rồi thì họ lại cảm thấy nó bị nhàm. Thực sự là bây giờ mình rất là khó để có thể thực hiện được Mình xin các bạn, các bạn có thể cho mình lời khuyên được không? Các bạn à, có lời khuyên gì cho mình không? Cảm ơn mọi người rất nhiều Đào Nguyễn Lâm Nguyên có nói là Chú ơi cháu nghĩ ngày mai Hoàng Gia Lai có trận hòa với thép xanh Nam Định Mình nghĩ là khó lắm Thật sự là Hoàng Gia Lai vào thời điểm này là cực khó bạn vũ vang nó là bạn hổ của khánh hòa hôm nay đá máu lửa quá Hổ thì luôn luôn là như thế mà bạn ấy có cái tên dị nhất việt nam tên mà không có họ có chỉ một từ duy nhất thôi hổ bạn tô vượng nói là trận ngày mai hoài gia lai nếu thua nam định kia đi sắc có bị thay không anh hải cái này mình không biết đâu mình khẳng định luôn với các bạn là với bầu đức thì anh kia đi sắc không bao giờ không bao giờ bị nghi ngờ vì bất cứ một điều gì và bầu đức đã từng nói một câu rất là hay là ngay cả khi cơ Anh hoàng gia lai có xuống hạng đi chẳng nữa tôi cũng không sa thải kia thì sắc Bạn Hiền Nguyễn Thanh, ok bạn, bạn cứ thoải mái đi. Bạn cứ comment thoải mái. Các bạn xem những cái chương trình như thế này mà mình nói thật luôn là chúng mình đã rất là cố gắng mang đến thông tin cho các bạn tốt nhất và mình cũng đã không nhận donate, tức là mình không nhận tiền từ khán giả ủng hộ. Thì bắt buộc mình cũng phải có những cái cách để bọn mình tạo được cái nguồn tài chính. Bởi vì là đợt này thì mình đang xin nhờ bên FPT Play họ làm thẻ hộ để đi Asian Cup Và nếu mà mình đi Asian Cup thì tổng cái số tiền chi phí cho chuyến đi này nó cũng không dưới 100 triệu đâu các bạn ạ Cho nên là bạn Hiền Nguyễn Thanh bạn thông cảm Nếu bạn không ủng hộ được bằng cách là mua các sản phẩm thì các bạn cũng bạn cũng đừng thốt ra những lời cay đắng Bởi vì khi bạn xem những chương trình như này bản thân các bạn đã được free hoàn toàn rồi Bạn Trung Đao của nó là với một câu hỏi tương tự nội dung, anh Hải có thể trả lời không quá 3 lần rồi thôi. Đây là ý kiến chủ quan của cá nhân em. Thật sự là khi mà mình đọc cái uh, câu hỏi ấy, cái này là nó do cái cơ chế mình lấy câu hỏi. Câu hỏi của mình là khi mà mình cúi xuống mình đọc cái câu hỏi của các bạn, thì mình đọc được câu hỏi thì mình sẽ trả lời. Chẳng nhẽ mình đọc câu hỏi xong rồi mình lại bảo ôi câu, câu hỏi này em trả lời rồi, em không trả lời nữa. Thì thà rằng cái khoảng thời gian đấy mình trả lời luôn đi cho rồi. Bạn Nga Vũ của nó là nên không trả lời lặp lại Nó nhàm chán Ok Thế từ bây giờ những cái thông tin mà nó đã cũ rồi Thì em sẽ không trả lại Không không không, không nhấn mạnh nữa nhé Bạn PMT Vlog của nó là khi nào thì công nghệ va áp dụng hết vậy anh Mình nghĩ là trong tương lai cũng phải nói là không gần được Bởi vì là hiện nay chúng ta đang có tổng cộng là 6 xe va Nhưng mới chỉ có 2 xe va là đưa vào hoạt động thôi. Còn những xe khác là hiện nay chưa được lưu hành, cho nên là chúng ta cũng vẫn đang phải chờ. Bạn tài hữu của nó là anh có nghĩ BQ Bình Dương nếu thay một ngoại binh có chất lượng tốt, anh nghĩ họ sẽ trở lại đúng như thời Chelsea Việt Nam thống trị nền bóng đá Việt Nam không anh? Mình nói là thống trị như cái thời 2014-2015 thì mình là không vì vì thời đấy là bình dương cực kỳ mạnh bây giờ thì họ cũng mạnh đấy nhưng mà nếu mà nói về sức mạnh thì không bằng được những năm trước và đây cũng mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên thôi còn một giai đoạn nữa nó còn nhiều khó khăn lắm tú nguyện của nó là anh hải ơi theo anh thì sau lam nghệ an có xuống hạng không mình nghĩ là không năm nay thật sự đến thời điểm này đang hơi lo cho hà tĩnh thật sự mà nói là bây giờ đang hơi lo cho Hà Tĩnh. Hà Tĩnh bây giờ quá nhiều cầu thủ bị chấn thương các bạn ạ. Mà cái việc là mua thêm cầu thủ nó không hề đơn giản. Bạn Hiếu Trần của nó là tính đến thời điểm này theo dự đoán một cách công tâm của anh thì câu bộ nào sẽ phải nói lời chia tay khó tránh khỏi xuất xuống ạ. Mình vừa trả lời rồi biết là rất khó để anh trả lời câu hỏi này nhưng hy vọng anh em mình hữu duyên bạn uh, hiếu trần thân mến là như vậy là anh em ta có duyên rồi đấy cái uh, khó nhất bây giờ ấy, là cái nhóm cuối là nó cũng đang sức mạnh của các đội nó đang tương đương nhau những cái vấn đề mà họ phải đối mặt nó cũng nhiều ngang ngang nhau đó và mình muốn chia sẻ với các bạn là hiện nay theo quan điểm cá nhân của mình thì hồng lĩnh hà tĩnh đang là đội bóng bị bất lợi nhất bởi vì là các cầu thủ nội của họ hiện nay ấy, rất nhiều những cầu thủ của họ hiện nay đang bị chấn thương. bạn PMT vlog có hỏi anh ơi cho em hỏi Huỳnh Như như thế nào rồi anh? các bạn đừng hỏi là như thế nào, các bạn hỏi thẳng vào vấn đề thì mình mới trả lời được. chứ bây giờ bạn hỏi là Huỳnh Như như thế nào thì mình nói là ờ ừ, Huỳnh Như chưa lấy chồng thì mình cũng không biết là các bạn đang hỏi về cái chủ đề nào các bạn chỉ hỏi một câu rất là chung chung như thế thì thật sự là mình không trả lời được vì nó rộng quá không không thể trả lời được cảm ơn à mọi người rất là nhiều thật sự mà nói là sẽ còn rất nhiều những cái vấn đề phải xin thưa với các bạn là sẽ còn rất là nhiều những cái vấn đề Và các đội bóng hiện nay ấy, họ cũng phải tính toán Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái thông tin rất là vui nữa Là đội tuyển Việt Nam chúng ta khép lại cái tháng 12 Là tháng cuối cùng của năm 2023 Với vị trí số 1 Đông Nam Á, số 15 châu Á và số 94 thế giới Nó đúng như những cái gì mà mình đã chia sẻ với các bạn vào trưa ngày hôm nay Đội tuyển Việt Nam chưa nha các bạn nhé đội tuyển việt nam của chúng ta vẫn chưa vẫn chưa tập trung và danh sách của đội tuyển chúng ta cũng chưa có đó và mình vẫn chia sẻ với các bạn về những chiếc áo của vicento đây là chiếc áo vicento có lót ở lót lông ở phía trong nó chính là cái áo uh, nó là cái áo gió trước đây tức là ở ngoài này nó là lớp gió để làm sao nó ngăn cái không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể và nó không làm cho cái hơi ấm của chúng ta bị thất thoát ra ngoài bây giờ có một cái lớp lông ở bên trong này nữa như là nó rất là ấm cho chúng ta đấy và giá vẫn như cũ giá vẫn là 998.000 một chiếc nếu các bạn mua hai chiếc thì giá chỉ còn 1 triệu 698.000 và nếu các bạn mua hai chiếc thì các bạn lại còn được tặng một cái ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598.000 các bạn thấy ổn không đấy như vậy là mình đang chia sẻ với các bạn là các bạn mua hai chiếc với hai màu khác nhau, hai size khác nhau thoải mái. Đấy, giá 1 triệu 698 nghìn nhưng các bạn sẽ được tặng một cái ví da trị giá 1 triệu 598 nghìn. Cho dù nó là quà tặng đi chăng nữa thì 100% nếu như các bạn không chứng các bạn các bạn chứng minh được nó không phải là da cá dấu xịn 100%, chúng mình vẫn đền các bạn 50 triệu như bình thường. Ở visanto.vn là nơi mà các bạn có thể đi tìm những cái sản phẩm và các bạn tự tạo ra cho mình những cái combo Đấy các bạn uh, sắp Tết rồi Các bạn muốn mua tặng thầy Rồi tặng uh, các anh Rồi tặng bố hay là tặng sếp Hay là tặng bạn bè Thì các bạn cứ lấy những cái đồ của đó Sau đó là các bạn tạo ra combo Thì Vicento sẽ đưa ra mức giảm giá và tặng quà cho các bạn Các bạn yên tâm là cực kỳ xịn luôn Đấy nếu các bạn đến kim mã Thì mời các bạn đến 240 kim mã Các bạn sẽ được giảm từ 30 đến 70% Trên tổng đơn vị hóa đơn Số điện thoại là 0889 333300 Các bạn nhớ nhé Là website là vincento.vn Các bạn nhìn thấy chữ vincento Đấy, vincento.vn Cảm ơn các bạn rất là nhiều à, Và vẫn còn à, Những cái mình chia sẻ với các bạn Đấy, cái ổ điện Menhau V8 này Các bạn cắm 23 nồi lẩu vào đây Thoải mái luôn Đấy, và được giảm thêm 30% nữa Giá trước đây cho combo hai chiếc Là 968.000 Bây giờ chỉ còn 698.000 thôi Mọi thứ vẫn chuẩn như xưa đấy, à, Loại đồng nguyên chất 1,5cm Chịu nhiệt 750 độ à, Chịu tải 4000W Và quan trọng là nó có một cái Atomat Đằng sau này các bạn nhìn này Đấy cái nút đỏ đằng sau này các bạn nhìn thấy không đấy, Khi mà các bạn nhìn thấy à, Các bạn nhìn thấy cái Atomat này Nó nhảy tức là nó cắt toàn bộ điện ở đây Là do chúng ta đã dùng quá tải Và nó có thể gây ra nguy hiểm Nó có thể gây ra nóng chảy Và thậm chí là cháy nổ thì nó đã tắt ngay trước cái nhiệt độ cháy khoảng tầm 10 phút các bạn yên tâm luôn. Mình hiểu được rằng các bạn rất là muốn có sự yên tâm khi đi ra ngoài vì ở nhà có thể có người già, có phụ nữ, có trẻ em những người không hiểu về điện thì các bạn cứ cứ yên tâm bởi vì các bạn đã có một sản phẩm cực kỳ an toàn. Số điện thoại vẫn là trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn Chiến binh Sao Vàng có nói là chúng em donate Vlog Minh Hải mở học viện được không ạ? À? Mình không. Mình không có đủ trình. Mình thật sự là mình không có đủ trình để mình có thể mở học viện được. Bạn Văn Liêm có nói là theo anh nghĩ thì Công Phượng có về Hoàng Anh Gia Lai không anh Hải? Mình nghĩ là không. Mình nghĩ là Công Phượng sẽ không. Ok cảm ơn bạn Hà Nguyễn Văn và cảm ơn bạn Toàn Vũ mình uh, đã mình đã block bạn ấy rồi cảm ơn ạ sơn sơn đã thông báo cho mình bạn hoàng đinh của nó là muốn đặt hai áo khoác hai màu mình 80 cân mai minh hải về thiên trường mang hộ về được không em xin lỗi là em không thể mang về hộ mọi người được Hiếu Trần nói là cảm ơn thần tượng trong lòng em lần đầu tiên đặt câu hỏi nhưng chính nhờ sự duyên của anh em mình mới được trả lời. À, chúc anh cùng đại gia đình, anh tất cả bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ có ảnh hưởng từ anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn Hiếu Trần. Cảm ơn bạn nhiều. Bạn... À... Thành Văn Nguyễn có nói là ông Popop bảo trọng tài Việt Nam là nhất thế giới Minh Hải thấy sao? Thôi những cái câu nói chuyện nó mang tính kiểu kiểu kiểu, kiểu vui vẻ à, như thế thì thôi chúng ta cũng có đừng đừng lưu ý nữa. Quang Hợp có hỏi là Hải Quế chấn thương thì nên để tiến dụng đá thòng. À, các bạn có cái quan điểm của các bạn, à, huấn luyện viên Chu C cũng sẽ có cái quan điểm của ông ấy. Bạn Văn Liêm của nó là quê em ở Cần Thơ mà giờ câu lạc bộ Cần Thơ đá giả hạng nhất hả anh Hải? À, Cần Thơ của bạn hôm nay Võ Minh Trọng là người Cần Thơ đấy, đã ghi bàn rồi đấy. Bạn Tú Nguyệt của nó là anh ơi, anh có thể nói qua về Phan Văn Đức chấn thương thế nào rồi được không ạ? Phan Văn Đức chấn thương đã ổn rồi, bạn ấy đã quay lại tập luyện với đội 1 rồi. Nói chung là về Phan Văn Đức thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ tái xuất ở giai đoạn 2 thôi, không không có vấn đề gì bạn tốn lê duy có nói là muốn mua hai áo size m anh ơi số điện thoại đây các bạn nhìn thấy đây các bạn gọi điện hộ mình với các bạn gọi điện hộ mình đi cảm ơn mọi người rất là nhiều mình cứ trả lời về sản phẩm thì mọi người lại mắng mình lại bảo minh hải quảng cáo rồi câu hỏi thì không trả lời toàn trả lời những câu hỏi người ta mua sản phẩm thật sự là rất là buồn cảm ơn các bạn rất là nhiều thôi bây giờ thì minh hải xin phép dừng luồng livestream tại đây chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui thật nhiều những hoạt động bổ ích và chúc tất cả chúng ta ngày nghỉ cuối tuần một ngày giáng sinh và chúng ta chuẩn bị đón năm mới rất là bình an cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ minh hải xin được kính chào tạm biệt